Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay lại video tiếp theo của mình. Lại là mình là Túc đây. Nếu mọi người còn chưa đăng ký kênh của Túc thì cho Túc xin một nút like cũng như một nút đăng ký để cập nhật video những cái dự án, những quả kèo Aroc cũng như cả Lam chất lượng Túc gửi tới anh em. Ở cái video này thì Túc hướng dẫn anh em ăn chia 1 triệu đô token OG. Kèo này thì ở kèo random chỉ có 100 anh em may mắn sẽ nhận được và 10 winner. Kèo này cũng khá là ngon anh em ạ, nên anh em có thể check nhiều ví vì kèo được đỡ đấy. Rồi, đường link của này mình có để dưới phần mô tả. Nhiệm vụ thì anh em làm nhiệm vụ chatbot, được chưa? Đấy, chatbot trên Telegram, kích vào, sau đó anh em nhập captcha. Rồi anh em sẽ join trên kênh của nó này. Rồi sẽ kích vào join này, mình đã quá tải, mình vừa hết thoát ra, mình xóa đi, tạm dừng video rồi xóa đi. Rồi quá tải trên Telegram ấy, xóa mấy cái nhóm xịt đi, được chưa? Rồi kích phần theo dõi trên Telegram này, theo dõi trên Twitter chứ. Rồi sau đó thì anh em tìm cái bài viết của nó đây, đây. Rồi em sẽ thả nó qua tim này, cũng như là kích vào mũi tên đảo chiều này, rồi ấn tweet lại cho mình này. Rồi sau đó thì anh em quay sang, anh em tiếp tục học đăng ký kênh YouTube này, YouTuber này. Ở khi đăng ký xong thì tiếp tục có join trên KDG. Thì kèo này trước mình hướng dẫn anh em join rồi. Rồi tiếp sau đó thì join tiếp tục Community. Join rồi. Rồi tiếp tục có follow trên Twitter. Kênh KDG trên Twitter này. Rồi theo dõi rồi. Thích thì làm quả retweet lại cho nó uy tín. Đây, mạng nó lock ạ. Đây, dự án đó mình làm rồi. Ok, sau đó thì em cao thương kích phần đôn cho mình này. Ok, anh em sẽ gửi cái status link retweet link trên Twitter. Ok, ở cái câu trả màn hình này, kích hồ sơ này. Sau đó thì anh em vào cái phần status anh em vừa chia sẻ ấy. Đây, rồi bấm kích vào phần này cho mình. Rồi bây giờ nó hiện lên cái từ sao chép và khen cho tạm, mình kích vào. Ok, sau đó thì em quay sang, em gửi cái status link, gửi đi này. Rồi sau đó thì enter you email đấy, em sẽ gửi cái gmail. Gmail của anh em, chờ anh em gmail của anh em trên YouTube đi. Đấy, mới gmail đây anh. Rồi rồi em sẽ gửi đi nhá. Account username Twitter. Rồi anh em sẽ quay sang Twitter lấy username, yêu cầu username. Cái username của anh em nó nằm ở góc trái màn hình này. Đây, đấy, đầu anh em đặt một cộng cho mình là như nó yêu cầu 838533 một của mình đấy, của ai người nhập nha anh em nha. Đây, đục 8385. Ôi mình sẽ gửi đi này. Ôi địa chỉ bếp 20, anh quay sang ví trước thủ MetaMask em lấy địa chỉ bếp 20 BLB. Rồi vi vô smart chain này. Rồi sau đó thì anh em dán vào, gửi đi. Ok, anh em đã cao. Ok, nó đã ghi nhận địa chỉ vi này. Ở khi mà nó phân phối về nhà đó, mình sẽ ra video cụ thể thông báo cho em xem nha.